Tiếp tục tăng cường và xử lý nghiêm các vi phạm theo kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, vi phạm đê điều và bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng. Đó là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn tại phiên họp giao ban với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh diễn ra sáng nay. Theo chỉ đạo thì đến năm 2025, việc xử lý vi phạm phải hoàn thành trên 90% theo kế hoạch. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu đánh giá kết quả 5 năm thực hiện kế hoạch số 93A, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh tuy đã có chuyển biến nhưng chưa đạt kết quả mong muốn, nhất là tình trạng vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang công trình thủy lợi ở một số nơi vẫn chưa xử lý triệt để và còn phát sinh vi phạm mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện kế hoạch số 93A không ngừng, không nghỉ. Riêng 93 là chúng ta không nhân nhượng. 1 mét vuông cũng xử lý, 12 mét vuông cũng xử lý các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp và công trình thủy lợi và công trình trên hành lang giao thông. Tức là anh không được phép xây dựng, cho phép công tơ để vào đó để các anh ở nông cụ có lộ trình từ nay đến năm 2025. Tối thiểu các nhiệm vụ phải trực trên 90% và xử lý nghiêm tập thể và cá nhân người đứng đầu, cấp ủy chính quyền, các cấp nếu xảy ra tình trạng vi phạm mới. Đề nghị với ban đồng vụ khen thưởng đối với tập thể cá nhân làm tốt, còn phê bình, kiểm điểm, khiển trách những đơn vị thực hiện không đúng theo chỉ tiêu đề ra. Đối với dự thảo miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026, kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung đã trình tại phiên họp. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2022, các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tập trung hoàn thành tốt công việc, góp phần ổn định trật tự xã hội và tăng trưởng kinh tế của địa phương, để nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn, đầm ấm, an vui. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là quan tâm đến gia đình chính sách, người có công, người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.